chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giải tụ nhiệt đới có trục ở khoảng từ 14 cho đến 17 độ Vĩ Bắc. Mặc dù hoạt động chưa mạnh nhưng sẽ làm cho thời tiết chuyển xấu trên phạm vi cả nước. Nơi có thời tiết xấu nhất sẽ là các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do nằm ở rìa phía nam của giải tụ kết hợp với cả nhiễu động gió ở các tầng trên cao nên tại đây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi và dông rải rác. Mưa có thể xảy ra cả vào tầm sáng và đêm nhưng mà đáng chú ý nhất là vào lúc chiều và tối vì vào thời điểm này thì thường hay xảy ra mưa lớn. Ngoài ra, dông, lốc xoáy, gió giật là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nên quý vị cần chú ý đề phòng. Còn thời tiết tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ trời cũng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào một vài nơi. Thời tiết tốt nhất trên cả nước thuộc về khu vực phía Đông Bắc Bộ. Mặc dù tại đây trời khá nhiều mây nhưng mưa chỉ xảy ra vài nơi vào lúc sáng sớm và chiều tối, còn ban ngày trời nắng và ở một vài nơi thì nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể sẽ lên đến 34 độ. Thưa quý vị, nằm cách Hà Nội khoảng 80 km, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc thuộc xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương thu hút khá nhiều du khách bởi những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời của nhiều vị anh hùng cũng như là danh nhân đất Việt. Đến với Côn Sơn Kiếp Bạc, trong những ngày sắp tới, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên cùng với những kiến trúc công trình đền đài độc đáo mà còn có cơ hội được tham gia vào lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc được diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2014 với nhiều nội dung phong phú, bao gồm nhiều nghi lễ, diễn sướng và trò chơi dân gian đặc sắc, chắc hẳn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về không gian lễ hội mang đậm tính dân tộc Việt Nam. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo ngay tiếp sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại khu vực Tây Bắc, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió trên cao, nên tại đây trời chuyển xấu, mưa rào và dông xảy ra diện rải rác, với nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ. Cụ thể, tại Sapa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Còn tại Điện Biên, có mức nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tại khu vực Đông Bắc, thời tiết khu vực này cũng có mưa rào và dông nhưng chỉ xảy ra ở diện vài nơi, chủ yếu là vào lúc sáng sớm và chiều tối với lượng mưa không lớn. Do vậy mà các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch ít chịu ảnh hưởng. Tại Hà Giang, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tại Hạ Long, có mưa rào nhẹ và dông với nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại Hải Phòng, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, do nằm rất gần với trục của giải hội tụ nhiệt đới nên thời tiết tại đây chuyển xấu rõ rệt. Mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng và có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Hoạt động du lịch trong vùng do vậy mà không mấy thuận lợi. Cụ thể, tại một số điểm như là tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và tại Huế đều có mưa rào và dông. Nhiệt độ trong ngày tại đây đều không vượt quá 32 độ. Còn tại khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân thì thời tiết khu vực này còn khá tốt so với phía Bắc miền Trung khi mà vào sáng và trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khá cao, dao động ở mức 33-34 độ, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông ở một vài nơi. Riêng tại Ba Na, tiết trời có phần mát mẻ hơn hẳn với nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Riêng đối với các khu vực du lịch biển, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết xấu với trời có mưa dông, gió mạnh gây khó khăn cho du lịch biển. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại các khu vực này dao động từ 24 đến 26 độ, cao nhất trưa mai hầu như không vượt quá 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết xấu có mưa rào và dông diện rộng, một vài nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Các hoạt động ngoài trời như là du lịch hay giao thông đến các vùng núi cũng cần hết sức lưu ý. Cụ thể, tại Pleiku, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 16 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Bộ, do nằm ở rìa phía Nam, trục giải hội tụ nhiệt đới và trong trường gió Tây Nam có cường độ trung bình, nên thời tiết khu vực này có mưa rào và dông diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to. Khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió mạnh, lốc xoáy là khá cao nên bà con cần chú ý đề phòng. Tiết trời khu vực khá mát mẻ với nhiệt độ trong ngày cũng hầu như không quá 32 độ. Còn tại khu du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa dông xảy ra không kể ngày đêm. Tuy nhiên, mưa rào và dông mạnh chỉ xảy ra nhiều vào trưa và chiều tối. Thời tiết không thuận lợi cho du lịch biển cũng như là chuyến tàu ra đảo. Dự báo thời tiết xấu sẽ còn kéo dài trong một vài ngày sắp tới nên cũng không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động cũng như là các hoạt động du lịch biển đảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.